bác nhé, em có lô hồng xiêm khổng lồ vừa về ngày hôm qua. Đáng ra ngày hôm qua em cũng quay được video nhưng mà bé nhà em nó ốm nên là hàng về lại giao đi luôn, đa phần là giao đi luôn, không còn bao nhiêu cả. À, em có cái lô hồng xiêm khổng lồ này, cây cao gần 1 mét, đang về tại vườn các bác nhé. Hôm nay tiện là em đã có mặt tại vườn thì em quay cho các bác về cái cây hồng xiêm khổng lồ này. Cũng như chia sẻ với các bác rất nhiều lần là thực ra em quay những cái cây hồng xiêm này hay em quay bất cứ cái cây gì cũng thế, thì cái mục đích chính em quay cụ thể là để cho các bác khi các bác mua cây, các bác không bị mua nhầm giống, các bác không bị các cái trang mạng lừa cây giống thôi nhé các bác nhé. Chứ còn giá thành thì em cũng chia sẻ với các bác là cái giá thì đa phần là nó sẽ giữa cái vườn này và cái vườn kia thì người ta bán người ta phải có công, người ta phải có lãi. Nên là cái việc mà giá nó có đội lên một chút thì cũng là bình thường khi mà các bác mua cây được nó chuẩn và đảm bảo. Tuy nhiên em vẫn cứ như là em chia sẻ ban đầu ấy, là đây là cái dòng cây mà nó mới có vài năm trở lại đây. Nó cũng chưa phải là dòng cây thuộc về dòng cây kinh tế, nó chỉ là dòng cây độc lạ để cho chúng ta dòng để kiểm nghiệm và kiểm chứng để ăn thử xem nó khác gì những cái dòng cây ăn quả của Việt Nam thôi. Nhưng mà cái video, những video của em quay là nó đa dạng với các loại cây, là đa dạng gì, đa dạng theo kiểu là cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp ở bên em gần như là đủ cả. Và lúc nào cũng muốn cho khách hàng của mình trồng được những cái cây mà nó đảm bảo nhất, nó đảm bảo về giống nhất và nó đảm bảo để các bác không bị người ta lừa thôi các bác nhé. Đây em, cái cây tổng chiều cao của cây này, của cái lô hàng này nó sẽ rơi vào, nó sẽ rơi vào gần từ 7-80 phân đến gần 1 mét đó. Em khi em đăng video và em đăng ảnh trên Zalo thì rất nhiều bác bảo là nó giống cây trứng gà nhỉ. Thực ra nó không giống cây trứng gà đâu các bác, tại tự các bác nhìn các bác thấy nó giống thôi, chứ còn các bác nhìn nếu như này mà các bác bảo nó là cây trứng gà thì nó, thứ nhất là nó không giống cây trứng gà, thứ hai nữa là nếu mà chúng ta để ý kỹ thì nó không có đặc điểm nào của cây trứng gà. Nếu chúng ta cho là giống thì chính chúng ta đang bị bản thân chúng ta lừa thôi. Và cái lô cây 1 mét này thì về bên em khá là nhiều từ hôm qua rồi, nhưng mà một số cái đại lý cũng bốc bớt đi rồi nên là nó cũng không, lượng hàng nó cũng trong vườn hiện tại bây giờ nó chỉ còn mấy trăm cây trong vườn thôi. Cũng như là em chia sẻ đấy, vì là video đa phần là các loại cây bên em có những dòng cây quay rồi, có những dòng cây chưa quay. Nó cũng khá là nhiều, nó khá là đa dạng nên em sẽ từ từ quay từng loại một. Nhưng mà từng lô hàng về nó sẽ có lô cao, lô thấp, thì em sẽ quay, cũng quay lần lượt như vậy để cho những cái khách hàng bên em cảm nhận và thấy được, cảm nhận và biết được các bác nhé. Biết được là cái hồng xiêm nó, hồng xiêm khổng lồ thì nó sẽ có những dạng cây, tăng cây như thế nào. Cái cây mà em bán 2 triệu thì cái gốc nó lại phải to gấp đôi như thế này các bác nhé. Nghĩa là cái gốc nó to gấp đôi như thế này, thân nó to hơn rất là nhiều, cái thân này thì nó bé hơn. Cũng phải chia sẻ luôn với các bác, đây là dòng cây đã được nuôi ở bên nước người ta. Người ta đã sang vào cái bầu này rồi, người ta đã sang vào cái bầu giấy này rồi các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đây là người ta sang bầu rồi này, đất người ta nuôi này. Đó, còn bầu thực tế của nó là nó phải là một cái bầu mà có đang có chất ăn đấy. Này cái hạt nó này. Có những cái khách hàng mua cây bên em cứ đòi là trong chậu nào cũng phải có hạt. Thực ra trong quá trình vận chuyển có những cái cây nó còn lại hạt, có những cây nó rơi mất đi rồi chứ không phải cây nào nó còn hạt các bác nhé. Cái lô cao 1 mét này thì em đang bán công khai là 1 triệu một cây, 900 đến 1 triệu tùy vào cái số lượng khách hàng mua các bác nhé. Nhiều bác cứ nhắn tin vào Zalo hỏi em là sao giá chỗ này thế này, giá chỗ kia thế kia, giá của người ta bán cao, giá của người ta bán thấp.
Em không quan tâm việc người ta bán các bác nhé, em không quan tâm việc người ta bán, em chỉ quan tâm việc người ta có bán chuẩn hay không thôi. Còn đắt rẻ là do người ta bán, người ta bán người ta phải có lãi. À, các bác thắc mắc là em bán 800 người ta bán 1 triệu, 1,2 triệu thì người ta, em cũng nói luôn là người ta đi mua thì người ta để trong vườn nó lưu cữu thì người ta phải có công có lãi đó. Còn trừ những cây hỏng cây cây người ta phải chăm sóc lại ban đầu đi thì đương nhiên là giá nó sẽ bị đẩy lên hơn. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, bỏ một số tiền ra để mà ôm một cái lô hàng một vài trăm cây so với những cái số tiền ban đầu chia trên giá thành của một cây nó lại rất là lớn. Nên là như thế thì thành ra là giá nó đang bị rất là bị cao. Thì cái việc người ta lời vài 200-300 nghìn một cây cho đến 400 nghìn một cây thì em nghĩ là đấy là quyền của người ta. Em thì em không có quyền tham gia về cái giá thành, mà bây giờ em chỉ có trách nhiệm nói về cái chất lượng của cây thôi. Nên là những cái video em đăng chủ yếu em đang nói về chất lượng của cây là nhiều. Nên là khi các bác mua cây ấy, điều quan trọng nhất là đánh giá về chất lượng của cây trước, chứ mình chưa nói về giá thành. Giá thành mình hỏi chỗ này đắt thì mình hỏi chỗ khác rẻ hơn mình mua, nhưng mà phải đưa cái chất lượng lên hàng đầu, đúng không ạ? Đó. Và hiện tại bây giờ cái lô hồng xiêm khổng lồ cây cao 1 mét ở bên em thì hàng còn đang còn nhiều các bác nhá, vài trăm cây. Bác nào có nhu cầu, những bác nào mà đại lý mà lấy hàng ấy thì các bác có thể nhắn tin trên Zalo của em, nhắn tin trên số điện thoại của em. Em quay xa xa một chút. Đó. Rồi đây là cái video hồng xiêm khổng lồ cao 1 mét em chia sẻ với các bác nhé. Bác nào có thắc mắc gì về giá thành hay thắc mắc gì về cây, các bác có thể inbox trực tiếp cho em nhé, hoặc là có thể gọi điện trên số điện thoại của em. Rồi em xin chào tất cả các bác.